Ở đây thời tiết rất là nóng giống như ở Việt Nam vậy đó. Mình đi bộ tìm chỗ đậu xe nó hơi khó chút xíu. Đầu túc bên kia rồi một nhóm bạn của Linh đi đi tìm chỗ để ăn sáng. Thì ở đây có rất là nhiều nhà hàng và là cái quán ăn đó cả nhà. Để Linh quay ngược lại nha. Ở Hua Hiển thì có một cái quán này ăn sáng rất là ngon. Họ bán đủ thứ loại hết, cháo nè, hủ tiếu nè, rồi bánh canh nè, nấu theo kiểu Thái đó cả nhà. Thì họ bán từ 9 giờ sáng đến 12 giờ là hết rồi. Thì Linh chỉ thấy cái bảng thôi chứ không biết cái tên là tên gì. Nhưng mà khách du lịch đến đây rất là đông, mọi người đều xếp hàng bên ngoài để mà chờ ăn sáng. Thì Linh mời cả nhà cùng đến đây ăn sáng với nhóm bạn Linh nha. Đây là cái thực đơn. Dạ, yeah, thực đơn ha. Oh, soup, you can eat with rice or you can eat only noodle. Yeah, noodle. Oh, you can eat này đó. Anh thấy có lòng ha. Có tim nè, có thịt nè. Họ làm thấy ngon quá cả nhà ơi, hấp dẫn quá. Yeah. Yes, we have here. We same and then we try. See next one. Rồi Linh đi cái bên đây, Linh thấy là có gà nướng nè ha, có xá xíu nè, xá xíu rồi, Linh thấy ở đây đặc biệt là có cái nước sốt nha cả nhà, nước sốt của Thái rất là ngon, I love it. Rồi cái bên nữa là Linh thấy cơm, rồi có hủ tiếu. Hello. Yeah. Rồi cái bên nữa thì Linh thấy có cá, có giống như là hủ tiếu rồi trong đây có đồ biển nè, cá mực ha. Wow, everything fresh hả? Có thịt, có đồ biển, có mực, có tôm. This one noodle, seafood noodle. This one seafood noodle. Yeah, okay, sister, we enjoy something. We come back for another place. Rồi Linh coi những cái món ăn ở đây rồi thì đây là một cái nhà hàng nhưng mà nó có nhiều thứ cho mình lựa chọn. Đó, mỗi một cái gian hàng như thế này là một món riêng nè. Muốn ăn cơm gà thì có cơm gà, muốn ăn hủ tiếu gà chiên thì cũng có thể ăn được. Thôi mình chọn ha. Rồi. Đó. Thì mình xếp hàng bên ngoài bên kia, bạn có xếp hàng chờ thì Linh đi coi vòng vòng, Linh coi thích ăn cái món gì thì Linh sẽ chọn sau. Đây nữa thì Linh thấy có cái món ở đây có cái món trà Thái cũng rất là ngon ở đây nha. Rồi vô trong đây coi, đây là họ chỗ này là cái chỗ mà pha thức uống nè, trà Thái. Rồi ok, rồi bây giờ Linh sẽ tìm chỗ ngồi. Bây giờ đi tìm chỗ ngồi, đông quá. Họ bắt mình chờ bên ngoài á. Khi nào mà có chỗ trống thì họ cho mình ngồi xuống. Đây là cà phê, đây là cà phê của Thái Lan nha. Tới mình thì Linh uống trà Thái. Đến đây là phải uống cái món đặc biệt ở đây là trà Thái. Ok, bạn của Linh thì chuẩn bị những cái cúp sẵn này, ở đây nóng lắm á thì mình phải giữ lạnh á, cái ly như thế này thì giữ được lâu chứ nóng quá là cái mình để ngoài chừng 10 phút là nó tan hết trơn cả nhà. Đó, mỗi người cái ly be đã, mỗi người cái cúp. Too hot, that's why we do that way, huh? Đây nó có huyết nè ha, có huyết nè. Yummy, ăn với cơm nha cả nhà. Red sauce over here.
not spicy, it's sauce. Tôm này ha. Dạ. Rồng biển, huyết, ăn với cơm hoặc là hủ tiếu. Đúng không? Dạ. Dạ. Đây là. Đây. Huyết chưa kia là. Dạ. Dạ. Cái bữa xăm sót anh đàn. Dạ. Dạ. Jellyfish. Jellyfish, right? You eat this one first because it's soft. Yeah, you got the one. Yeah. Okay, go eat. Let's try. Thử. Tới đây là phải thử những cái món lạ lạ. Món đặc biệt ở đây. Rất là ngon. Cay cay. Mặn mặn ngọt ngọt. Làm cho mình đổ mồ hôi luôn. Ở đây là không bắt cấp được luôn á. Rồi ăn sáng xong giờ chờ trả tiền. Long time I don't have that kind of feeling, okay? Chờ tính tiền. Everything gone. Okay. 4:30. 4:30. 4:30 baht. 4:30 baht. How about? 12 dollars. Wow. Mình ăn sáng hôm nay gọi quá chừng luôn, có cà phê nè ha, 4-5 tô luôn mà có 12 đô la Mỹ thôi. Nó mất thôi thì phát. This one you save it, maybe. Đây họ cũng bán đồ snack nè, xôi ha, rồi có đủ thứ, gỏi cuốn nè, rồi có nước uống ha. Bên đây nữa họ có bán sandwich nè. Rồi ở đây thì Linh thấy có massage nhiều lắm luôn. Chứ qua Thái là không thể nào bỏ lỡ cái vụ mà mình đi massage. Ở đây rất là rẻ cả nhà, khoảng 10 đô, không tới 10 đô la nữa cho một tiếng massage. Chỗ này là cũng là quán ăn có đó đủ thứ luôn, em thấy. Còn cái bên nữa, chỗ này là chỗ may đồ ha. May đồ. Chỗ này bán là linh tinh lặt vặt nè. Có giá xích tết à đâu? Old fashion. Oh, 100 years ago. Old style. Yes. Đây là những mặt hàng mà họ collection cả trăm năm về trước á. Rồi lúc này là bar hả? Restaurant bar. Rồi thì chỗ này là quán bar. Cái chỗ này thì bạn Linh nói buổi tối rất là vui. Ban ngày thì nó vắng vẻ, tối là những cái quán bar, cái nhà hàng họ sắp mọc lên rất là nhộn nhịp để cho những khách tham quan cũng như là khách vãng lai ở đó để mà ăn nhậu rồi uống cà phê đó cả nhà. Thì có dịp nào đó Linh sẽ đến đây buổi tối rồi phim cho cả nhà coi. Thì bây giờ Linh và nhóm bạn đến đến chợ, đi chợ giống như là một cái chợ ở Việt Nam đó cả nhà. Ở đây rất là nhộn nhịp. Let's go. The bank. Yeah.
stick it, huh? Maybe we buy later. We'll buy later. Yeah, you never know, right? Ah, yeah, okay, we should buy it. Số. Rồi đây là chợ bán nhang nè, bán số nè. Wow, we try later. Bán nhang, bán đồ cúng nè. Rồi đây là có cái chợ đây. Đi trong chợ sẽ coi họ bán gì ở đây. Dưa hấu nè. Đây là bán thức ăn sugo. Rồi đi vô trong chợ nha. Rồi trong chợ thì có bán những cái món ăn là snack hả chú ta? Rất là snack rồi, đây là dessert. Yeah. Ah yeah. Really hả? Huh? Nice. À, chợ này cũng giống ở Việt Nam mình đấy cả nhà. Bán đồ ăn tươi lắm nha. Sugo nè. All kind thing hả? Oyster. Cake crab. Ừ. Oh, biết lại đó. Oh, nice. Wow, ăn chip chưa? Rồi, cái bên nữa. À, rau nè ha, cải. Xem Việt Nam chứ tờ. Exactly xem. Rau muống à, cũng to ha, rau muống. Đậu nè, đủ thứ luôn. Everything. Rồi, đây nữa là hello. Sister, this one, the unfavored. Măng cục, cả nhà ơi. Măng cục. Can I buy it now? Can I buy it later? Yeah, we buy it now. What book is there? Yeah. We buy it now, hả? Yeah, can we buy it now? Yeah. Cái này là quýt đường nha cả nhà. À, quýt đường ở Việt Nam mình nè. Wow, this one, I long time. This one, long time, don't eat this one. Something sweet. How about this one, hả? Huh? Này quýt đường Việt Nam mình nè cả nhà ơi. À, lửa. And they don't have the one I told you. What's up? That one I saw yesterday. Don't have it. Right? No season, right? Yeah. They pick already, huh? We just one, huh? It's okay. Đây là quýt đường nha cả nhà. Mua vài trái ủng hộ đi. Về ủng hộ chủ. You buy something else chưa? You buy more thing, right? And then... And yes. 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 All right. Họ cân ký. Ba they sell kilogram, right? Yeah. Kilogram. Đây là quýt đường, còn đây là măng cục. Đó, rồi. Chú thấy bia nào? Hay là go all the way there? Yeah. Thank you. About how much? How much? $155 about $150, about $3, $4, khoảng 4 đồng mấy đó cả nhà, mà hai bịch luôn, một hơn 2 kg đó. Rồi trong chợ đây thì Linh thấy đồ biển nè. Oh, this one, huh, sister? Đây là this one. Rồi, ok, Linh thấy có sầu huyết này ha, sầu huyết. Wow, baby crab, ba khía kìa. Wow, this one is lamb. Đây là chợ cá nha. Rồi đây là ổi ruby nha. No see rồi. Okay, như bên bây giờ okay. So hold on, check the. Ai chơi phim thấy mình phim đi. Đây là ổi ruby, ổi ruby ruột đỏ mà Linh rất là thích luôn cả nhà ơi nè. See? Yes, this one good. À, xăm, có xăm, có vài hộp thôi.
Too much, too much. Just two. Only two. I'm gonna try everything, two. Yes, I'm gonna buy two. Ổi ruby không hột nha cả nhà. Ở trong cái chợ này nó có bán rất là nhiều luôn. I have it. I have yesterday. I have 80 bucks. 80 bucks. You have the single? Oh yeah. Yeah, here. Yeah. Okay. 80 bucks about 100. Oh, you buy something already? Yes, I buy something already. That's why you need to keep something. Thank you, honey. Thank you. So nice. $3. $3 for you? Okay. $1,300 is $10, right? Okay. Yes, okay. So $3. Rồi, hai trái ổi bự chản luôn. Cũng gần 1 ký mà ba đồng mấy đó. À, khô nè, quá chừng khô luôn. Local market like that. Okay. So, sister, lot of dry fish, huh? Dry fish, dry squid, huh? Everything, huh? Yeah. We'll buy some later. We go home, bring home. We'll buy in Friday, huh? No, you can buy it now and put in her house. We'll come back later. We'll come back next day. Friday. Friday. Yeah, we stay here. Trời ơi. Yeah. Nóng quá. Cái này là khỏi bắt cấp luôn. Bắt cấp là nó trôi theo dòng sông á. Trôi theo một dòng sông. No make up, ok? Chích kính. Food, all kind of food here. Kế bên nữa là hình như là cái bánh này là đang hồi sáng mà cũng thấy ngon lắm. Cái này ở đây chắc mập quá. Ăn lặt vặt chỗ này mập lù luôn á. Bán gì thấy gì cũng ngon hết trơn. Rồi quần áo ha. Kế bên nữa là gì đây? Thức uống đây, trà, các loại trà. Mango. This one. This is mango. Try later. Okay. Đây họ làm tại chỗ, họ bán rất là tươi nha cả nhà. Có chè nè. Chè Thái. Đây là sầu riêng đặc biệt ở đây nè. Nó smell hả? Wow, smell good. So smell so good hả? Rồi, họ bán ở trong đây nè, cái nhà sầu riêng không? Rất là thơm cả nhà ơi. Linh ở Gò Hiển 5 ngày, sau đó Linh đến Bangkok. Trong thời gian mà đến Gò Hiển thì Linh cũng đi tham quan rất là nhiều nơi, đến rất là nhiều cái quán ăn bình dân thôi mà rẻ lắm cả nhà, rất là ngon. Thưởng thức những món ăn của Thái đặc trưng ở đó thì Linh sẽ lần lượt giới thiệu cho cả nhà trong những video sau. Thôi thì Linh xin tạm dừng cái video đây. Hôm nay đưa cả nhà cùng đi ăn sáng, cùng đi chợ ở Gò Hiển. Chúc cho cả nhà mình có một ngày thật là bình an nha. Và xin bye bye cả nhà mình. Never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see.